Đây này các bác này, một ngày làm việc của em đây này. Đấy, một tác phẩm quá đẹp luôn. Những tác phẩm thì đáng nhớ nhá các bác nhá. Đây là gỗ này thì không bao giờ hỏng được. Đây là gỗ sân nhá. Gọi là cái gỗ này gỗ máu chó nhỉ. Không bao giờ hỏng được luôn, riêng cái dòng này. Nên là cái tác phẩm thì sân đỏ ấy. Sân đỏ thì không bao giờ hỏng được. Nhìn đẳng cấp không các cụ? Nó lại là sơn thủy tiên họng đen đấy các bác ạ. Đấy, mời các bác nha, ngắm nha. Đây nha. Đấy. Em sẽ trồng một tác phẩm để mời các bác ngắm. Quan trọng là bác nào thích nữa cơ nha. Đẹp không? Quá đỉnh cao. Đây này các bác này, đấy nhìn bông nó tím như thế này. Đấy, bác nào ưng thì phải là một củ dưới nhá. Một cây này thôi chứ còn cây bên này là nó là khác nhá. Cây này nó còn phân nhánh cơ. Mà lá cũng tương đối là to. Được hơn 4 sen thôi. Như cây nó cũng đẹp. Bác nào lấy cả giò này phải 2 củ rưỡi. À đâu, thôi. 2 củ 2 đi nhỉ. Đấy, bắt đầu lấy cả giò nha. Nguyên cái củ này là nó phải là 1 củ rưỡi đâu. Em lấy 2 củ 2 nhá. Em bán nốt cả con bé này. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhá. Đây, bây giờ đây, cái tam bảo sắc em của em đã xuống hết hoài rồi. Để em dưỡng cây nha các bác nhá. Không là nó quẳng mất. Đấy, nó nuôi nhiều quá, một thân này nó nuôi mà lá nó nhăn hết rồi nên là bắt buộc phải xuống hoa nhá. Đây, trộn em nó như thế này nhá các bác nhá, nó như thế này, nó dài chỉ được có 60 cm thôi các bác ạ, nên là có những cây thì nó chỉ đẹp một thời, như nó là đẳng cấp là mãi mãi nhá các bác nhá. Đây, bác nào lấy cái giò kiều này người ta gọi là kiều vuông lộc bắc nhá. À, kiều mỡ gà nhá các bác nhá. Cái lá này này, như nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Nó không có cái lá nào mà nó vẫn có hoa này nhá các bác nhá. Đấy. Đây, cây này nó được 2 bông hoa này. Đấy. Một cái giò như thế này đang được, em mới nhìn thấy có đâu nhỉ, hôm trước là 6 bông hoa, hôm nay lại còn có 5 bông thôi. Hôm nay còn có 5 bông thôi nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này kiều vuông lộc bác nha. À, kiều này kiều mỡ gà nha. Đấy, thuần chậu nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Thuần như thế này, nó nhìn như thế thôi, thuần cả năm rồi các bác ạ. Cho giò số 1 nha. Số 2 này các bác này. Đấy, một giò kiều vuông lộc bác này. Giò này chỉ được có 1 bông hoa, 2, 3, 4 bông hoa. 4 bông hoa thôi nha các bác nha. Như thân lá thì nó đẹp, nó to hơn nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.600.000 nha. Cho giò số 2. Đây này các bác này. Một cái giò này đây, hoa đã to rồi nha. Hoa đã to rồi nha. Cái giò này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha. Cái này là ngọc thạch 3 màu nha các bác nha. Các bác á, để bây giờ nè, cho nó nuôi nhiều hoa quá đâm vàng hết lá các bác ạ. Đây, bác nào lấy cái dề gà này không, dề gà đẹp nhá, một dề luôn như thế này,
Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha, một dề gà nha, nguyên bản từ rừng nha, đỉnh cao luôn ạ. Hàng thân ngắn thôi, 40 cm đây các bác ạ, 40, hơn 40 một tí thì ti nha. Một dề gà siêu đẹp luôn. Cho dò số bộ 5 nha. Đây các bác này, số 6 này. Đấy, hôm qua dân mang về đây này. Cái này được một cái bông, 2, 3, 4, 5, 5 cái bông nha các bác nha. 5 cái bông nha. Đấy, cáo Lai Châu nha. Như thế này. Bác nào lấy 5 cái bông, 5 cây. Mỗi cây chỉ được một bông thôi. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 500.000 nha, gọi là 100 một cây thôi. Như này, cáo Lai Châu nha. Nụ đây này các bác này. Này. Tím lắm các bác ạ, nên là cũng không biết được nha. Các bác bây giờ nó vẫn còn bé này thì các bác được ăn thì hưởng nha các bác nha. 500.000 nha. Cho dò số 6. Số 7 này. Các bác này. Em còn chưa cắt tỉa này, cái cây nó phân nhánh nó còn chết luôn này, dần nó nuôi. Phí à? Quá phí luôn. Cây phân nhánh này. Nó còn chết luôn. Cái này là hai cây nha các bác nha. Hoa đây nha. Đấy, dày di luôn. Hai cây như này. Bác nào lấy hai cây như này được hai bông hoa, em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 7 nha. Số 8 nè. Các bác nha, số 8 nha. Một cái cây phân nhánh này. Nụ đây. Nụ đây nha các bác nha. Tím như quả sắn thuyền luôn. Chưa bao giờ được tím luôn mà nó là cái con phân nhánh nha. Còn mấy cái thân này thì nó gọi bình thường, nó không tím mấy. Có thân này cũng tím à. Đó. Cái này thì là 5 cây một thằng con này. Các bác nhá. Năm nay cái cây này này nó, năm ngoái thì phân nhánh, như năm nay thì nó yếu quá, nó không phân được nhánh nha. Mà hoa nó siêu dài luôn. Đây nha, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Có cái cây phân nhánh này thì là tím đây nè. Là tím lịm luôn này. Như quả sắn thuyền luôn. 1.200.000 nha. Cho giò số 8. Số 9 nè các bác này. Có một cây cáo và ba cây chồn. Cây chồn này còn được ba bông hoa luôn nha các bác nha. Ba bông hoa luôn. Nó bắt đầu chớm nở đấy nha các bác nha. Một cái cây chồn to như thế này và cây cáo này có một bông. Cây chồn bên này thì không có bông nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Cho giò số 9 nha. Số 10 này các bác này, có một cây cáo phân nhánh này. Nụ đây nha. Các bác nha, một nụ đây nha. Cáo phân nhánh này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 10.
số 11 này các bác này. Số 11 nha. Có 4 cây cáo. Đấy, có 4 cây cáo như có một bông hoa. 3 bông hoa rồi. Các bác nhá, 3 bông hoa rồi. Một giò cáo như thế này. 5 cây cáo luôn. Các bác nhá, 5 cây cáo luôn như thế này. Bông đây nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Nụ đây nha. Có 3 cái nụ rồi. 450.000. Cho giò số 11. Đây các bác này, số 12 này. Cây này thì được 2 cái nụ rồi. Đấy, 2 cái nụ nhá. Cây này được 1 cái nụ, cây này được 2 cái nụ. Cây này thì mất ngọn rồi. Đấy. Cái cây này là cây cáo xanh nhìn nhá các bác nhá. Cây này này cây cáo xanh. Mất ngọn như là các bác chăm nó vẫn lên ngọn mới nhá các bác nhá. Bác nào lấy được 5 cái nụ cái giò như thế này, em để cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 này các bác này, một giò chồn như thế này. Đấy. Bác nào lấy cái giò chồn này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Chồn thì hết hoa rồi nha các bác nhá. Chồn thì hết hoa rồi. 300.000 nha. Cho giò số 14 nha. Số 15 này các bác này, một cái giò chồn như thế này. Các bác này, một giò chồn như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 15. Số 16 này, một giò sơn thủy tiên hậu đen này các bác này. Cái này là hàng em mới trồng nhé các bác nhá. Một cái giò như thế này, hàng một dè. Đấy, em trồng em xử lý hết cho các bác rồi. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Cho một cái giò sơn thủy tiên hậu đen này nha. Các bác về sẵn chăm nó lên thôi. 1 triệu nha. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này. 16 nha. Quế trắng tháng 8 nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 600.000. 600.000 nha. Gỗ này thì còn lâu mới hỏng nha. Không bao giờ hỏng được đâu. Gỗ này thì chắc lắm. Cho giò số 17 nha. 600.000 cho giò số 17. Đây, số 18 này các bác này. Đấy, có một cây cáo này và còn toàn chồn thôi. Đấy, như thế này. Bên này có 3 cây chồn nữa. Bác nào lấy cái giò này nhá. Cái chân này em chắc chắn em sẽ cưa bỏ bớt nó đi nhá. Để cho các bác đỡ cước nhá. Em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 18.
Số 19 này có một cây cáo, hai cây cáo, ba cây cáo. Có ba cây cáo nhá. Có một bông hoa này, hai bông hoa này. Đấy, còn đây là chồn nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, em sẽ cưa bớt đi nha. Các bác nha. Đấy. 300.000 nha. Cho giò số 19 nha. Số 20 này. Một cái giò này người ta gọi là nhạn tháng 4 nha, hoàng nhạn Gia Lai nha các bác nha, nó còn nguyên bản đấy nha. Đấy. Ba cây. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 550.000 nha. 550.000 nha, được có 3 bông hoa thôi. Mỗi cây được một bông hoa nha. Đây, hoa nó vẫn còn nhỏ này thôi. Đấy. Chưa nở được đâu. Cho giò số 20 nhá. Đây, số 21 này. Cái thân này cũng là thân hoa này, đang nụ này. Thân này cũng là sơ, đang hoa, đang nụ này. Thân này thì nụ to rồi nhá. Các bác nhá. Một giò này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha, có một thân dài 90 cm nha. Đó, nụ đây nha. 400.000 nha. Cho giò số này, các bác nhìn lá mít này. Đã. Cho giò số 21 nha. Đây này các bác này, em có một cái giò hồng yên thủy này. Đấy các bác này. Đấy, được có 3 mầm gốc thôi nhưng rất là mập nhá. Đấy, rất là làm mít luôn. Đây, đang hoa như này. Các bác nhá. Đấy, hồng yên thủy nhá. Bác nào lấy cái giò này. Đây, nụ bắt đầu chớm nở vẫn còn nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 500.000 nha. Thơm lắm các bác ạ. Cho giò số 22. Đây nha, em có một cái giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nhá. Này, các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa? Được 9 bông hoa nhá, các bác nhá. Lá này siêu là ngắn luôn. Các bác nhá. Siêu ngắn này. Lá. Bác nào lấy cái giò này được 9 bông hoa nhá, em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Cho giò số 23. Đây này các bác này, số 24 rồi. Một cái giò cáo đỏ nha em nhá, đẹp chưa? Đấy, được 4 bông hoa. Lá này chỉ được 5 cm thôi các bác ạ. Này, lá này. Đấy, lá ngắn nhá. Các bác nhìn tay em nha, các bác biết là lá nó ngắn như thế nào nha. Cây này chỉ được lá 5 cm thôi. Bác nào lấy cái giò này 4 bông hoa. Em để có 2 con ở dưới rồi nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1 triệu nha. 4 bông hoa nha. Cho giò số 24 nha. Đây nhá, bác nào lấy cái giò dáng hương tam bảo sắc hoa muộn nhá các bác nhá. Đây nhá, một giò to nhá. Một giò to nhá. Như này. Đây. Được có 15 bông hoa thôi nhá các bác nhá. 15 bông hoa. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nhá. 15 bông nhá. Đấy. 450.000 nha. Cho giò số 25. Đây, số 26 này các bác này.
Cái này là kiều dẹt nhé các bác nhá. Đấy, nó đã chạy rễ hết rồi nhé các bác nhá. Đang ra mầm đẹp rồi. Nó đang được có 3 bông hoa này các bác này. Một cái nụ này, 2 nụ này, 3 này, 4 này. 4 cái nụ nhá các bác nhá. Đấy, nó chạy rễ được rồi thì nó mới, lá nó mới xanh mướt như thế này nhá các bác nhá. Riêng càng kiểu dẹp là thế. Đấy. Được 5 bông hoa nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. 5 bông hoa nhá. Cho giò số 26 nhá. Đây, số 27 đây. Một cái giò hoàng nhạn tháng 4 này, đang được 4 bông hoa này và một bông hoa ở dưới này nữa này. Đấy. Rễ, bộ rễ quá khỏe luôn nha các bác nhá. Đây, nó chùm xuống chưa? Em ghép vào gỗ như thế này thì không sợ sên nha các bác nhá. Bác nào lấy một cái giò này, em để cho các bác với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Cho giò số 27. Số 28 này các bác này. Đây các bác này, nhìn thấy hoa nụ hoa nhiều chưa? 9 cái bông hoa nha, 9 cái bông hoa nha. Đấy, 9 cái bông hoa như thế này. Đấy, khá là đẹp. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 1.300.000 nha, 1.300.000 nha. Cây khá là ok nha, khỏe nha. Em nuôi năm nay năm 3 rồi nên là hoa năm nay là nhiều nhất rồi các bác ạ. 3 năm mới có giò cáo đẹp như này nha. 9 bông hoa nha, 8 cây. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.300.000 nha. Cho giò số 27 nha. Số 28 này, một giò hoàng thảo nghệ tâm này. Như thế này. Mầm ra chi chít luôn nha các bác nhá, chi chít luôn. Cái này độ dài của nó được 60 cm nha. Đấy nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Hoàng thảo nghệ tâm nha. Cho giò số 29 nha, số 30 này các bác này. Đấy các bác nhìn thấy long tu đá nhà em đẹp chưa? Đẹp chưa? Mầm thì như mạ non. Năm nay thì quá đẹp luôn. Bác nào lấy cái giò này nha, em để cho các bác với giá là 650.000 nha, 650.000 nha, nguyên bản nha. Long tu đá xin hồ thì nó mới có nguyên bản thôi chứ còn Lào không bao giờ có nha. Hoa tím nha. Cho giò số 30. Đây, số 31 này các bác này. Một cái cây cáo lá đẹp chưa các bác? Quá đẹp luôn. Lá 5 sen này, hơn 5 sen này các bác ạ. Một mẹ bốn thằng con. Một mẹ bốn thằng con nha các bác nha. Đang được có 3 bông hoa đâu. Nụ đây. Cái này là em mới thuần nên là như nó chạy rễ hết rồi nha các bác nha. Chạy rễ hết rồi nên là hoa chơi thoải mái nha. Bác nào lấy cái giò này này, em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Lá ngắn nha các bác nha. Lá ngắn nha. Đây. Đấy.
cho giò số 31 số 32 này các bác này, nhìn hạc vĩ nhà em này đẹp chưa. Đấy, bác nào lấy cái giò hạc vĩ như thế này em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò số 32 đây, số 33 này có 4 ngọn quế 1, 2 này, 3 này. Cái này là 4 này. Cái này là mất ngọn rồi, như nó lên con bây giờ nha các bác nha. Một giò quế như thế này. Ôi giời. Cái này phải đóng lại thôi. Bác nào lấy cái giò là quế này em để cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha. Cho giò số 33. Đây, số 34 nha các bác nha, một cái giò nhạn tháng 4 như thế này. Đấy, mẹ nó đây. Đấy. Bác nào lấy cái giò hoàng nhạn tháng 4 như thế này đang được là 9 bông hoa nha các bác nha, một mẹ 4 thằng con. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3 triệu nha. Cho giò số 34. Số 35 này các bác này, 3 cây cáo như thế này. Được 4 bông hoa nha các bác nha, 4 bông hoa nha. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 được 4 bông hoa nha. Cho giò số 36. Số 37 này, lá này thì chỉ được hơn 4 sen thôi nha các bác nha, hơn 4 sen này. Đấy, một cây cáo như này được 2 bông hoa. Lá ngắn đi nha, lá 20 sen đấy nha. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Cho giò số 37. Số 38 này các bác này, có 3 cây cáo to và 2 cây cáo nhỏ. Đấy, nụ đây nha các bác nha, nụ đây nha, xanh đét đèn đẹp luôn. Này các bác này. Đấy, tùy duyên nha các bác nha, tùy duyên nha. Em mua của dân nên là em không biết được mặt hoa nó kiểu gì đâu. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 400.000 nha, được 3 bông hoa nha. Mỗi cây to là được 1 bông hoa. Đấy, 3 cây to có hoa thôi. 400.000 nha. Cho giò số 38. Số 39 này, 2 cây này, đấy, và 3 cây nhỏ, em trồng như thế này. 2 cây to nó có hoa thôi nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này này,
thuần rồi nhá. Em để cho các bác với giá là được 4 bông hoa nhá. Hai cây to này nhá. Em để cho các bác với giá là 800 nghìn nhá. 800 nghìn nha các bác nhá. Cho giò số 39 nhá. Đây các bác này, một số 40 này các bác này. Một cây cáo này nó ra được 3 bông hoa. Lá khá là đẹp nha các bác nha. Mà không lỗi đâu, nguyên bản từ rừng nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700 nghìn nha. 700 nghìn nha. Cho giò số 40. Số 40 nha các bác nha. Số 41 này các bác này. Lá các bác này nhìn sướng à. Đấy, chất lá nha các bác nha, chất lá nha. Đây nha. Bác nào ưng thì lấy thôi nhá. Thực sự là cây này nó quá đẹp luôn. Một mẹ ba thằng con. Ba thằng con ở dưới này nha các bác nha. Bác nào lấy nha, cái này là nguyên bản từ rừng. Nó bị sâu ăn thôi nên là không ảnh hưởng gì đâu nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác này, với giá là lá thì siêu gân. 800 nghìn nha, em vẫn để mặt hoa đây cho các bác nha, 800 nghìn nha. Cho giò số 41. Số 42 này, hạc vĩ này. Hạc vĩ nha. Các bác nha. 1, 2, 3, 4. Còn này, các bác nhìn kỳ rồi. Tốt chưa? Bác nào lấy cái giò hạc vĩ này em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. Kỳ này là các bác trồng được một giò nữa luôn. Khá là nhiều luôn. Các bác nha. 450.000 nha. Hạc vĩ trắng nha. Cho giò số 42. Bác nào lấy cái loại này không? Mà nó vẫn có hoa này các bạn này. Hai bông hoa này. Trắng tinh tình tình luôn. Nha các bác nha, không biết mặt hoa đâu, dân nó trồng thôi nên là em không biết mặt hoa đâu. Này, đây các bác này nhìn này. Các bác quay sổ số nhá, em để cho các bác với giá là 200 nghìn thôi. 200 nghìn có hai bông hoa. Được thì ăn, không được thì phải chịu nhá, 200 nghìn nha. Ba, nó mẹ nó chết nó ra được ba con luôn. Đó. Cho giò số 43. Số 44 này các bác này. Này các bác này nhìn này, hàng em mới trồng đó. Đấy, hàng mới trồng mà nụ nó xanh đét đen đẹp như thế này. Đấy, có 3 bông hoa thôi. Như khá là nhiều cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây nha các bác nha. 7 cây nha. 2, 4, 6, 7 cây đúng không? Được 3 bông hoa nha. Khá là dài nha. Cái này thì nó tùy duyên. Bác nào được ăn thì hưởng nha. Các bác nha. Đây các bác xem nụ đây. Đây. Xanh đét đẹp đẹp luôn. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 550.000 nha các bác nha, 550.000 ba bông hoa nha. Rễ nó ra hết như này rồi nên là các bác yên tâm nha. Cho giò số 44. Đây số 45 này.
các bác này, lá nó to như thế này các bác này, nguyên bản từ rừng nha các bác nhá, như thế này đấy, ba ngón tay của em này được có một bông hoa thôi, dài nghều nghễu luôn. Bác nào lấy cái cọng cây này nhá, nguyên bản từ rừng nhá, năm nay mới biết mặt bông thôi mà lá khá là đều nhau các bác nha. Bác nào lấy cái giờ cây này em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Cho giò số 45. Số 46 này các bác này. Một cái giò kiều này là kiều kiều Lai Châu thôi nha các bác nha, kiều Lai Châu này, thân nó khá là mập nha. Đấy. Kiều vàng nha, hình như có một cái nụ đây này các bác này. Có một cái nụ này. Mầm đây, lên rồi nha các bác nha. Lên khá là đẹp à. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 46. Số 47 này các bác này. Các bác nhìn thấy cái cây cáo nào như thế này không? Mà lá nó như này không? Đấy. Bác nào lấy cái cây này nha, được một bông hoa thôi, nguyên bản em để vào đây. Đấy, như thế này. Tình trạng nhá, tình trạng cây nhá. Bác nào lấy này, lá siêu to luôn. Này các bác này. Đã chưa? Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Cho giò số 40. Số 47 nha. Số 48 này các bác này. Một giò quế trắng tháng 8 này. Đấy. Quế trắng nha, tháng 8 nha, em thì rất nhiều nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Năm nay được ngắm hoa bình thường nha. Cho giò số 48. Số 48 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Đây này, mời các bác ngắm cái giò của cáo nhà em luôn. Đấy, hoa dài chưa? Hoa đây nhá, nụ đây nhá. Được, chỉ được có 28 cái nụ rồi các bác nhá. Chỉ được có 28 cái nụ thôi mà khá là dài. Đấy, nhìn đỉnh cao nhá. Bác nào ưng cái giò này thì các bác cứ alo em nhá. Em sẽ cho các bác review cho các bác nhá. Nhìn ngắm sướng luôn. Nha, cây mẹ nó phân nhánh thôi, còn những cây kia thì nó chưa phân nha. Cây con của nó là chưa phân nhánh nha. Sang năm nó mà phân nhiều là đỉnh cao đấy các bác ạ. Sang năm nó mà bông nào nó cũng ra là chết tiền đấy. Đây các bác này. Cây hoàng nhạn tháng 4 này các bác này. Nụ khá là nhiều luôn. Đó. Chắc phải 20 cái nụ ấy. Đấy, bác nào lấy cái giò nhạn này thì ới em nhá. Đấy. Đây, cái giò kẹt đây. Ba kỳ này. Đấy, ba kỳ này bác nào lấy thì em để cho các bác rẻ thôi. Ba kỳ nha, nó chạy dễ hết rồi nha. Chạy dễ rồi nên là gửi vô tư nha. Đây ba kỳ à. Đây là quý nhân nha. Đấy, quý nhân đấy. Ba cây nhà em ấy. Nhìn đỉnh cao nha các bác nha. Nhân nha.
Đấy. Con nó được 16 cái con. 16 cái con mà. Con nó bây giờ cũng mười mấy cặp lá rồi. Đây bác nào lấy cái giò cáo này này. Lá tương đối là to nha các bác nha. Đây. Đỉnh không? Lá nhà em nó to lắm các bác ạ. Đấy, các bác nhìn sướng không? Một giò cáo to. Nụ hoa đây nha. Nụ đây. Khá là đẹp. Đây, giò cáo phân nhánh này các bác này. Đấy, lá này chỉ được gần 5 cm này, này. Đây, cây này nó phân nhánh như nó hỏng nhánh rồi nha. Cây này còn phân 3 này. Như nó cũng hỏng nhánh, 3 nhánh luôn. Hỏng cả 3 nhánh luôn nha các bác nha. Đấy, một mẹ một con. Cái này cũng một mẹ hai con. Cái này cũng một mẹ một con luôn. 3 cây nhá. Bác nào lấy chậu này là chậu 40 này. Em để cho các bác với giá là 2.500.000 nha. Đây em có một cái giò cáo tím nha các bác nha. Cáo tím nha. Đây. Nụ đây năm ngoái thì đã có hoa ở nhà em rồi. Nó tím hơn bình thường thôi. Như cái giò này thì bác nào lấy thì em để cho là 3.000.000 nha. 3.000.000 nha các bác nha. Các bác năm ngoái các bác xem từ năm ngoái là biết là video nhà em rồi. Là hoa tím hàng một dề luôn. Hoa nó đồng một màu nhá các bác nhá. Đây này các bác này. Năm nay cái cây sơ mi nhà em này. Nó phân làm 3 nhánh luôn các bác nhá. 2 bông hoa. Đấy có 2 thằng con. Không biết có sống nổi không. Không biết qua mùa mưa này không. Cây cá sơ mi nhá. Đây bác nào lấy cái giỏ này này. Được 3 bông hoa đó. 550.000 nhá. 550.000 nhá. Đấy. Đấy, chồn đây này. Các bác ơi, nhìn chồn nhà em chưa? Hoa nó dài nghều nghễu luôn. Chậu này là chậu 40 nhá. Hoa lá nó đang mở này. Nhìn đỉnh cao. Đấy. Cây nào lá cũng mở. Nhìn đẳng cấp nhá. Đấy, các bác nhìn này. Cáo nhà em này. Nó như là ấy này. Mạn non. Pháo một dàn đạn lên chuẩn bị lên nòng nha các bác nhá. Đây là các bác này, cái cây này này lá siêu dày này, lá xếp lá ngắn này, một mẹ hai con. Có 1.200.000 không quên thì chịu. Các bác nhá. Lá nó còn chưa được 20 cm. Vâng, cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Bác nào muốn ưng cái gì thì ới em nha. À, này, các bác này, nhìn này. Năm nay nó lên được 3 thằng con nữa. Cái cây này, lên 3 thằng con nữa. Đấy, các bác nhìn này. Sóc Lào nhà em đấy các bác nhá. Đấy, các bác mua thì cứ ủng hộ nhá.